vụ nổ bình ga kinh hoàng lúc 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 tại Sapa. Buổi sáng hôm ấy, trong ngôi nhà này có ba mẹ con. May mắn, cả ba đều sống sót nhờ một cuộc giải cứu đầy kịch tính. Hôm đó thì trên đường đi công tác thực hiện công việc sửa chữa bảo dưỡng thì tôi thấy ở bên nhà bên cạnh có khói đen bốc ra. Khi đó tôi thấy trên lan can tầng 2 có hai cháu nhỏ đang kêu cứu. Lúc đó tôi đã lấy thang và bắt lên nhà hàng xóm bên cạnh thực hiện trèo lên lan can. Nhà đã cháy và giúp đỡ phá cái biển quảng cáo ra để mở lối đi giúp cứu cho hai cháu nhỏ để có thể thoát ra ngoài. Dù tình huống hiểm nguy, anh Cảnh vẫn quyết định dấp nước vào áo và trèo lại lên thang để cứu tiếp hai cháu nhỏ. May mắn, người dân đã chi hô và chiếc xe cầu gần đó kịp thời chuyển các em xuống. Ui, kinh đấy. Chỉ một phút sau đó. Đám cháy bùng lên rất nhanh, lan sang một khách sạn và một nhà dân ở kế bên. Đến 12 giờ, ngọn lửa được khống chế, toàn bộ đồ đạc ở cửa hàng ga và hộ dân kế bên cháy rụi. Khi nhìn lại sự việc trên thì tôi thấy đám cháy thực sự nguy hiểm quá. Và nhưng trong trường hợp nguy hiểm và cấp bách như vậy thì tôi nghĩ rằng ai cũng có hành động giống tôi nữa. Anh Cảnh lại quay về với công việc thường ngày, đi bảo dưỡng các đường dây mạng. Anh không nghĩ rằng mình gan dạ hay dũng cảm. Chỉ đơn giản, việc mình có thể giúp thì nhất định phải làm.